Vâng, em Hiếu Đô xin mến chào tất cả các bác nhá. Và trong video clip ngày hôm nay thì rất là trân trọng các bác xem kênh. Thì như hôm qua thì em cũng có up cái ảnh trên cộng đồng các bác xem kênh đấy, thì em đã đạt được cái nút bạc ở cái kênh này, kênh mà em đang up đây nhá. Đấy, thì như hiện tại bên mình đang có hai kênh trên 100.000 sub, được hai nút bạc đấy. Rất là vui mừng cũng như là gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác anh em luôn tin tưởng và đồng hành cùng đơn vị em. Thì trong clip ngày hôm nay thì là một clip em thanh lý hàng các bác ạ. Thì hôm nay thì toàn là gần như toàn bộ là sản phẩm nhà em. Nghĩa là ở đây cái lô loa em về, loa 3G ấy. Em về thì hôm trước em dọn một lửa em bán hết rồi. Chốt hôm trước hết luôn thì hôm nay tiếp tục dọn. Thì em đánh số, em quay rõ ràng từng chiếc một, anh em mua anh em cứ chọn số cho em nhé. Vì cơ bản nó cũng chả xem nhau thôi, nó cũng không tranh nhau nhiều. Nhà các cái vết xước hay vết chảy. Vì cái lô này về là nó đẹp là em sẽ chia cho các cửa hàng. Nghe là đây cái nước hay điều hòa là bắn xuống đây. Nghe là nếu mà về nhà còn nó về nhiều mà nó đẹp, nó không bị cọ vào nhau ấy, nó không bị cọ này. Thì em sẽ chia cho cả cửa hàng miền Nam, vì là bán giá cả cái hàng đẹp bán rất là rẻ rồi, mà cái hàng phẩy này bán đúng kiểu thu hồi về vốn về, chứ các mua không có giá này đâu, vì tất cả hàng này em bán là hàng zin hết. Thì trong đó lô hôm trước em về đây ba đôi Eric Bat 25 nhá, vừa về là ba đôi này thì nằm lại côn này, thì em bán rẻ cho anh em chơi này, đánh theo số nhá các bác nhá. Nghĩa là nằm lại côn bát thôi, nghĩa là làm lại nhưng đang hoạt động bình thường, nghĩa là bên Trung Quốc họ làm thì mình nhập về mình bán, vì ôm cả lô này mình tạo phải bắt mình lấy những cái đôi này. Những đôi này về em bán cắt lỗ một tí có nhá. Các bác thì làm ăn thì mình nhập cả lô 70 đôi, thì có mấy đôi này thì mình cắt lỗ một tí cũng không sao cả. Thì anh em nào thích những cặp này thì cũng tuyệt vời, vì trong tầm tiền nó rất là ngon, vì tất cả nó zin hết các bạn, chỉ có làm lại côn thôi. Vì sao lại ngon, sao lại nói từ côn lại ngon, thì báo cáo bác này, vì làm lại côn nhưng mà ở đây là nó vẫn còn cái từ zin này, gông zin này, màng zin này, ok chưa, chỉ có mỗi côn nó thay côn thôi, nên là mình bán thanh lý rẻ được thêm vũa cùng nàng bãi, rẻ được cả lửa tiền nữa. Đó là điều tuyệt vời mà em muốn nói đến toàn thể chia sẻ đến anh em. Và anh em mua là em cũng bông sạch sẽ đẹp đẽ cho anh em nhá, nghe dọn vệ sinh các cái vết xước này em chiều em xịt cho sạch sẽ đẹp luôn, chỉ có mỗi là sửa côn thì em nói rõ luôn nhá, mình bán hàng đàng hoàng. Vũ như kênh em, kênh lớn em nhập về nhiều, sửa thì em bán sửa, mình làm cả vì em nhập toàn lô to mà đấy. Còn chứ có khác với những kênh nhỏ, Vũ một số anh em Vũ nhà nhập về ít phải cố bán nó khác, còn em đem bán quên đâu để em dọn phòng khác, các kênh cửa hàng khác. Nên chính vì vậy các bác mua hàng thanh lý bên em ấy, nó thật sự luôn, kiểu anh em thợ mua nhà em luôn nhá. Trong cái clip thanh lý này thì lúc đầu em cũng chia sẻ một tí, trong clip thanh lý này thì cũng có rất nhiều cũng anh em thợ mua thì mua nhà em hàng, kể nhà em thanh lý thật, anh em cũng rất là quý. Tại vì sao, mình bán hàng nó rất rõ ràng luôn đấy, nó thật sự các bác xem kênh mà xem, em khẳng định trong các cái video thanh lý không cái kênh nào mà quay nói rõ chi tiết và chia sẻ rõ ràng như bên em khẳng định 100%. Và nói về clip các clip thanh lý hàng ấy thì kênh em là kênh đầu tiên quay clip thanh lý nhá, xong vì sau phát sinh một số em thấy một số kênh anh em cũng quay giống như bên em, thì báo cáo biết thì ở đây em đã đánh số này thôi, số 3 đầu tiên nhá, bắt đầu em vào việc này quay nhanh, anh em nhìn em sẽ quay xung quanh gì đó và nói rõ trạng thái, và anh em chốt thì các bác chốt nhá, là các bác cứ chọn số thôi. Đây em mở cái chép này, như hàng đối ba đôi này tất cả tép zin hết, phân tần zin, thùng quét zin, bát chỉ mỗi bát sửa côn thôi, cái bát thay côn thôi. Đặt anh gửi tem lên nào, chặt quá chưa mở bao giờ, tem chặt quá, chép rồi này, chép bánh răng không nhá, chép Eric có lý nhá. Em mở con này sẵn thì nó đang có cái tem đây, nhưng có những con nó bị dụng cái tem này nhá. Hàng em bao zin bao xịn hết, chỉ có là mỗi sửa côn nhá, côn bát thôi, nói rõ trạng thái luôn. Có những con nó bị dụng cái tem này thôi, đấy em nói rõ luôn. Đấy, nhấc anh thùng lên này, quay đầu tiên là đôi này đôi số mấy đây, đôi số 1 luôn này, 2,8 triệu đôi nhá, ba đôi đều giá 2,8 triệu. Thì bác ưng đôi nào em nói, vì có những đôi nó nằm cái côn nó nằm bằng trước này, Trung Quốc ấy họ sửa họ xấu lắm các bạn, đây này họ làm thì ở tất cả bên trong này từ nhện nhớt này, từ băng co, thế là zin hết này, nhưng họ sửa họ sẽ mọ cạnh ở phần rốn này bác này, thấy bác nhiều. Đôi số 1 em quay như từng đôi này, giữ đi, hai giữ từng đôi một. Mờ gì cũng phải là ngược sáng như nào. Thùng quét thì đẹp nhá bác nhá, đỡ bụi bẩn thôi. Eric model là MK310, hiện tại đôi này em đang bán là 5,5 triệu một đôi, trên trường em đang bán là 6,5 triệu. Em tính ra em bán này chưa nổi 3 triệu thì rẻ hơn thị trường, do với rẻ hơn thị trường hơn nửa cùng hàng bãi. Chỉ có mỗi sửa côn mà đang nhá, sửa côn nhưng mà hoạt động bình thường nhá. Các bác nhá, đang hoạt động bình thường nhá, người ta sửa rồi nhưng đang hoạt động bình thường. Ok chưa?
Đây đồ số 1 này, em phải quay rõ trạng thái, tại vì nó có những cái cô nó sửa khác nhau đấy. Đây đồ số 1 này, lật cái bát lên. Đây trạng thái đồ số 1 nó sẽ như này nhá anh em nhá. Đây khi nó dán lại nó hơi méo tí này, ok chưa? Còn bát việc đẹp hết đấy, thôi nhá, khỏi nghĩ ngợi nhá. Mỗi điểm là thay côn thôi. Thay côn nhưng hoạt động về thường có 2,8 triệu về anh em nghe, còn hay hơn đôi loa gióng, hay hơn đôi loa giáp. Các mua cái giá này về nó thật sự hay hơn cả những đôi loa nằm bình thường. Chơi một đôi này cái đánh không gian từ 20-25 mét thôi nhá. Đôi số 2 cũng 2,8 triệu thì chép em xin phép là tất cả các khác zin rồi. Nên là em quay phần bát thôi. Con này thì nó lại dán cho mình offer khác này, ok chưa? Đôi số 2 này, một chiếc cái chiếc kia dán lại không? À, chiếc gì thì vẫn dán như ban đầu. Họ cạy lên xong họ dán keo nó hơi nhuyễn nhuyễn này, ok chưa? Con này dán offer khác này, ok chưa? Con này có khi là zin mà chắc nó có thể thổi offer nó dán lại thôi. Em nghĩ vậy, nhưng quan trọng là thế này cứ tính vào sửa côn cho nó dễ. Và đây là dòng loa đời rất là cao các nhá. Đời cao. Thùng gỗ ván ép các nhá, trúng nước nhá. Đây là đời rất là cao. Trong lòng Edic đây là dòng đời cao nhất, không có bắt đến năm vì nó thì cái thùng gỗ, còn các đời thấp ấy là nó thùng bằng thùng giấy. Thùng giấy bao giờ thì đánh cái độ uy lực, tiếng tép sáng thì không được như dòng này, tại vì là em bán giá trị này chỉ bằng đúng là giá trị thùng, không phải đôi tép thôi, gần như tặng bác đôi bát. Bác tính mà xem. Đôi tép này các bác đi mua không có giá 1,5 triệu, 1,7 triệu thì không mua nổi đâu. Không có mua nổi đâu nhá, đây chỗ bán rẻ nhá. Em bán đúng kiểu phân tần mà chép thôi, còn gần như bát là tặng. Đấy. Mình nhập về mình bán cắt lỗ một tí. 2,8 triệu đôi số 2 thì mất con này nó là cũng như dán offer khác, con này thì sửa côn nhá. Đôi số 3. Có 3 đôi. Lật bát lên này. Đây con này dán lại này. Thực ra nó dư nhau, thì về cơ bản nó như nhau thôi. Bác thích đôi nào cũng được, chẳng qua tính em cẩn thận em quay cho các bác thôi, còn anh em thích xem, anh em có thể là anh em bảo ui là tôi xem số đôi ba đôi này nó phẩy này, lấy tôi đôi số 2 cơ. Xin lỗi các bác, là em đã nói rồi, em bán đôi bác này em mông cho anh em, ok chưa? Cái vết xước này không tính làm gì đâu, vì tí em mông đẹp lắm. Đây con này này, con này cậy đẹp ghê này, nứt tí này. Cậy lên nghe là sửa côn thì em bán sửa côn nhá. Số 3 xong 3 đôi. Dương ơi, lật lùi về đi, lật lùi về lấy chỗ đi. Nhanh lên. Ôi, nhiều loa ghê các bạn. Đầu ghê mà quay clip nhiều loa, thực ra em vẫn còn nữa cơ. Đây thì nhập bao lô liên tục, có chảo thời gian quay. Ở mỗi lô có lô kìa, hàng ngon về cũng xả vì nó xước xước, bán vì mình không thời gian. Thì em bán cái giá này về anh em bóc ra nhá. Một là anh em, các bác cứ để thay một chơi. Hai là bác cào kỹ tính, về các bác dán lại cái đề can khác, dán đề can đen vào cho đẹp. Mua cái đề can hết 150 hoặc là mang nhà thợ dán hết cùng 300 nghìn, em thật sự luôn. Nhưng em nhà em không có thời gian làm cái đấy. Bây giờ bác tưởng tượng này, ví dụ em đang bán một đôi nhá, thùng đẹp nhá, thì bản thân thùng nó đẹp chỉ chảy đề can thôi. Ví dụ em bỏ ra 300 nghìn mang nhà thợ dán đúng không ạ, em về em bán đẹp cho bác thì em bán lên 4,3 triệu đúng không ạ. Nhưng xin lỗi các bác này, nó rất tốn thời gian. Thứ nhất này, lại phải tháo bát theo chép ra để gọn, xong rồi mang đi ra thợ, chở đi mang ra thợ một cái ông chuyên dán, xong rồi mất một công lại trở về, thì cái công đó bác thay vào đó thì mình ở nhà mình review nhiều loa này bán cho bác cho nên được việc đấy. Tại sao quan điểm kênh em nó khác kênh khác là em không có thời gian là vụ loa nào sẹo hay là loa nào mà vụ như mình bán để với tốc độ bán nhanh, nên là tính em là bán nhanh luôn đấy. Về các bác làm cái khách hàng mua cũng có công mà anh em thợ mua có công. Mua đôi này thị trường đang bán mức giá là 6 triệu một đôi nhá. Các bác gõ luôn. Em bán cùng là đôi zin xịn, chẳng qua thùng nó chảy cái đề can này. Về nó xuất sẹo đề can này. Em bán rẻ đến cả lửa gần nửa tiền rồi. Nhá, hàng bao zin, bao xịn, bao bát chẹt đẹp hết, phân tần đẹp luôn cho các bác anh em nhá. Chỉ có là đây. Trời. Hôm nay là cứ đánh đồng 3 triệu tư một đôi nhưng vẫn phải đánh theo số. Đầu tiên là đôi số 7. Xe gì cả đây hộ cả. Cái 3G ấy, nó là công ty của Đức. Đó nhá, công ty của Đức hiện tại đặt nhà máy tại China. 3G B3 nó là 1. Đây quay chép phân tần nó đây ạ. Tiến đâu? Đây còn chép, tại em phải mở một con thôi chứ mở ra ngoài làm gì, vì hàng em bao zin bao bác nhìn. Driver đẹp thế này rồi. Có gì đâu phải mở hết đúng không ạ? Chỉ mở đến 1 2 đôi thôi. Thì quay cho bác cái phần chép phân tần thôi. À chép đấy thôi. Chứ vừa mở ra hết để làm gì đâu. Hàng bao zin về anh em tự mở ra mà xem. Hàng em bán quay kỹ lắm. Đây này. Cái dòng này á, nó hai chung. Các bác về nhá. Cái giá này còn như em bán giã sát. Nghĩa là giã sát là gì?
bán đôi bát này, bán đôi chén, bán đôi chung, bán thêm tần cũng phải giá này rồi. Nhưng đây em tiện, anh em có thùng về có thêm mà dùng thôi. Mà nó chỉ chảy vài điểm thôi, về các bạn đẹp phết đấy các bạn nhá. Thôi sử dụng hai chép từ kép đó nhá. Đôi này á nghe nhạc rất hay, tiếng nó ấm. Vì cái dòng này nó có cổ trợ chung, nhưng gần như là loa đều giải đó nhá. Và hai chung đó nhá. Hai chung. Đấy. Hai chung lớn. Nếu mà bác tính ra cái đôi này em bán chỉ bằng nửa tiền đôi HF 101 hay nửa tiền đôi loa full. Loa ở đây mà cho bác sử dụng đôi này vừa bắt 30. Đấy bắt 30. Các bác về bác cứ thích bác chế cháo bác lắp vào một thùng mới hay là bác để nguyên lại được. Nhưng bác lấy cái đôi bát xịn này ra và phân tần xịn ở đây. Được chưa? Ok chưa? Bán hôm nay đúng kiểu bán thợ luôn này. Lốt cho hết dọn. Vì hàng em lại chuẩn bị về. Em nó áp lực lắm, nhập cố nhập nhiều hàng về để phụ anh em có nhiều lựa chọn, nhưng nó áp lực phải ra hàng. Đây là thôi, bán một số cái mã model hợp lý cho anh em chơi. Hai chung này chép từ kép này. À, tất cả nguyên khối hết nhá. Nó là gông nguyên khối. Gông nguyên khối này kể cả bác có xé rách cái chép này ra này. Hay rách cái chung này ra này, nó vẫn hoạt động bình thường, đánh không bị rè. Tại vì nó là gông nguyên khối, có nhá. Nếu vụ như là cái gông hở này, như phần bát này thì cũng chỉ rách cái gân thôi là tiếng nó bạch bạch bạch. Còn đây là nó là gọi là gông nguyên khối bác nhá. Cái này là bát nguyên khối này, nguyên khối này, phần chung vậy. Và tất nhiên là 3G thì không tránh được và cổ xịn nó gông chuột. Rồi, bây giờ sẽ phân tích từng đôi này. Quay nhanh nhá, quay loa đầu tiên này, hôm nay có đẩy cho bác chơi nhá. Anh em có thể ghép đẩy. Mới đẩy anh em xem cuối cho con đẩy thanh lý thâu lại kìa. Đẩy thâu lại. Đôi số 7, trạng thái đôi số 7 thì đây. Bát tép zin đẹp hết nhá, khỏi nghĩ này. Lật cái bát lên cho bác nhìn này. Ok chưa? Hàng cái bao zin bao xịn, đấy nó rõ luôn. Ok chưa? Đôi số 7 này. Nhá. Bao zin bao xịn là cái vết bẩn nó bám thôi bác nhá. Vết mấy cái vết bẩn này nó bám thôi. Gân zin luôn nhá. Bao zin bao xịn, bao zin cả cái gân luôn anh em nhá. Nhá. Chỉ có em quay tại từng đôi này để làm gì? Quay cái trạng thái nó bị xước. À con này sao đẹp thế nhỉ? Đây một vết trầy. Đây phần gầm nhá. Gầm này một vết trầy này, hai vết trầy. Đây đôi số 7 này, đánh số là số 7 thôi nhá anh em nhá. Con này đẹp thế nhỉ? Ôi. Không nhầm à? Thôi nói chung là em đã lỡ quay rồi thì thôi. Lỡ quay rồi thì thôi, bán lọc cho anh em. Đấy nhá. Con này đẹp ghê. Thùng con này ấy đâu. Thôi bán lấy lọc cho anh em một con. Ok xong rồi đôi 7 này. Đôi số 6. Kéo dịch ra đây để xê này. 6 em chỉ quay phần bát thôi, còn phần đẹp bên trong nó. Bát này, phần tần này. 3 triệu 4 hết nhé, đang đồng giá 3 triệu 4 các anh em nhé. Đôi 6 ạ. Bát ạ, bát này đẹp nhỉ. Bát đẹp thế. Phần tần đẹp nhá. Ok chưa? Gân đẹp đẹp hết nhá. Đây thì nó hơi bám bẩn tí này. Trạng thái đôi 6 này. Cái này là phần gầm này. Xước đây này. Xước tí đây nữa. Nói chung là đẹp đấy các bạn. Con này sao con này đẹp thế nhỉ? À đây, gầm chày. Đấy anh em thích chốt chỗ nào chốt theo số. Nó rõ ràng không lúc lên em bán vụ nhà không may thợ nó bốc cho không may một chiếc có đẹp hơn mai về các bạn. Bác này tị bác kia nó khó bởi em đánh theo số nhá. Quay trạng thái dùng theo số. Vì nó thật sự là cứ thế về mà dùng thôi. Còn bác nào gọi là kỹ tính hay em thợ về bán thủ công thì em về bỏ thêm 300.000. Giá này mới đề cao nhá. 3 triệu 4 xuất phát rồi. Giá này giá khủng khiếp luôn. Đôi này sao đẹp thế nhỉ? Số 5. Ở đây đôi số 5 thì nó bị chảy đây. Đây kìa. Chảy đây. Đôi số 5 bác đẹp ghê. Có đôi số 5 này thì có một cái này, các bác lưu ý đây. Là cái bông lỉ đây này là bị chuột nó chui vào. Nên là nó kiểu chuột vào nó cũng cắn cái bông ấy, nên em giật cái bông em bỏ đi. Thì nó còn hai bông hai bên này. Anh em nhá. Thì cũng 3 triệu 4 thôi. Vì tất cả hàng bao zin bao xịn bao đẹp hết mà. Đẹp hết chỉ có mỗi cái bông thôi. Em nói rõ luôn bát, nhưng bát được cái là đôi này cái bát đẹp hết này, đẹp. Em ở được cái bát gông con này đẹp hơn con vừa nãy một tí. Thì vẫn bán anh em 3 triệu 4 nha, cái này bù kia. Cùng xem nhau lấy lộc ai chốt. Thùng nó cũng đẹp ghê nhỉ. Đây đôi số 5 thì ở đây nhá, đôi số 5 này một cân chảy đây này. Đây nhá, chảy nhẹ tí đây, tính này, chảy nhẹ quá. Đôi này thì đây chảy gầm, ở đây một ít này.
Thế bác tô vào tí được, tô tí được. Quá đẹp nhỉ. Đẹp ghê. 3.4 nhá. Bác này đẹp lắm. Đấy, coi lỉ đây. Bác này đẹp lắm các bác ơi. Đấy. Zin đẹp nhá. Thằng bao zin bao xịn cho anh em chơi. 3.4 đôi bát 30. Bát 30 3.4 bác kiếm đâu ra, không có đâu ạ. Cái giá trị con này chính là chất âm nó như con BB 2000 luôn. 2000 là giá kinh khủng luôn. Bán anh bán. Lấy vốn về. Ok. Số mấy nhỉ? Số 5 đúng không? Số 4 ạ. Số 4 này. Các bạn lưu ý nhá, sao đồ số 4 này đẹp thế nhỉ? Đây chơi. Những điểm chơi nhẹ. Có là chơi nhẹ có thể chạy nhẹ đấy nhỉ. Ở đây, muốn chơi đây. Nhá, em quay rất rõ nha anh em. Quay những điểm chảy quay hết rồi, cũng chả gì giấu, bây giờ quay thế để làm gì? Vũ là anh em, nhỡ may anh em là hợp gu con này, à con này đẹp hơn tí thì anh em chốt trước thì là lộc của các bác thôi, thì em quay rõ đôi. Đây cái này chảy tí, à chỗ này thì không tính là chảy vì chỗ này điểm bắt ốc này, chỗ này điểm bắt ốc nhá, của tí tí này thôi, không tính. 3.4 nhá, đang quay những đôi 3.4 đó nhá, đẹp này, nói chung trước này đẹp này, quay trước chảy đôi này đẹp ghê nhỉ, đôi số 4 này. Dìn nhá. Đẹp này, nó còn là dưỡng này. Ok chưa? Có con nó khô dưỡng, nhưng cái con như vừa nãy đôi vậy nào nó hơi khô dưỡng ở phần vòng. Con này còn dưỡng luôn. Đẹp ghê nhỉ. Thì ban lên. Đấy. Đấy nhá. Để bóng ả luôn nhá. Đôi số 4 nhá các bác nhá. Em số 4 nên là các bác gọi địa hàng, các bác gọi theo số cho em. Rồi, ok thì em tiến. Con này xê thì cái đây. Đôi số 3, chơi cái rộng. Đôi số 3. Ông ấy con này đẹp thế. Con này cũng đẹp à? Không cân bằng rồi, rồi, con này xấu. Con này thì con đẹp xuất sắc này. Được chứ, là đẹp xuất sắc luôn, đôi số 3 này, một chiếc đẹp xuất sắc này, con này. Vỏ đẹp xuất sắc, một chiếc tí này không tính này. Vì anh em mua những trên thị trường những đôi đẹp xuất sắc nó cũng phải một hai vết trước này nhá. Ok chưa? Bông này đẹp nhá. Ok chưa? 3.4 nhá, vẫn áp giá 3.4 cho các bác chơi này. À đây con này thì nó kiểu bị hơi rộp nhẹ đây tí này. Hơi rộp nhẹ này. Đấy, nó hơi rộp nhẹ thôi. Rộp mất 3 điểm 1, 2, 3 điểm rộp nhẹ. Mỗi vậy thôi, nghe đôi này về cơ bản là đẹp. Về đúng thế, cái đấy dùng chỉ còn là rộp nhẹ đây thôi. Để em quay rõ trạng thái nhá. Con này thì nó hơi cũ hơn tí này. Ok chưa? Số 3 nhá. Đẹp luôn. Ok nhá các bác nhá. Đấy. Số 3, 3.4 này. Đôi số mấy? Thôi được cái đây để lại. Đôi số 1. Đôi số 1 này. Đôi số 1 này. Đôi này chảy nhiều nhỉ. Sắp vẫy trả sắp từ trước. Không sắp cân bằng. Vậy thì đôi này thì về một đặc bác ghế dùng, hai bác dán lại này. Nhưng nó chỉ mỗi cái đề cai ra thôi. Đấy, nó không rộp gì cả. Nhá, chảy này. Đây gầm này. Đôi số 1 này, cũng 3.4 này. Nghe mất điểm dưới đấy, gầm này, chảy chỗ đấy này. Còn trước này thì đây, chảy như này. 3.4 vào các bạn. Lật lên. Đẹp lắm, long lanh. Có nhá. Long lanh luôn, có nhá. Đôi số 1 này. Đấy. Long lanh nhá. 3.4, đôi số 1. Và có một đôi là 4.1 thì đẹp hết cả hơn. Đôi đẹp hơn, có nhá. Đẹp hết cả này. Đây. Nó có trời nhưng trời tí tí này không tính các bạn, một tí tí không tính. Vì vậy bác phải tính đến tổng quan là đẹp hết này. Từ bát này tất cả đẹp hết này. Thùng quách đẹp hết này. Cái này nhá, tí em nâu cái đẹp long lanh hết thôi nhá. Còn những con trời chảy hẳn nó không chảy chỗ này, chảy chỗ kia khác. Còn đây là một điểm nhỏ không tính. Đấy nhá. Thì đôi này đây. Đôi này chính là hôm trước em quay quảng cáo thì nó cũng sáng dạ hơn. Nhưng là sáng dạ hơn nhá. Sáng dạ hơn thì em phải tí công vào. Vì cũng là đôi nó bán hàng bởi cái đôi này bù đôi kia. 4.1 thôi nhá. Xem cho anh em 4.1 này. 4.1 nhá, đôi số 2 nhá. Mã số thí sinh. Số 2, 4.1 các bác nhá. Đấy. Sáng dạ thì nó đẹp đẹp hơn đấy các bạn.
sáng dạ. Con này bị tuột cái chở này, tí nữa thay chân chở vào. Đấy đó, để đôi số 2 4.1 nha, đẹp anh nhá. Ok. Tiếp theo nữa là sang đây thì các bác có thấy đôi Eric. Trang sinh nước cả thì nó. Rồi. Đây cứ phải cả nước. Báo cáo bếp thì đôi Eric này là đôi Eric này trong tình trạng zin xịn đẹp bát 30. Đây em quay từ cái chép cái từ rồi anh em này. Các bác cứ bình tĩnh nhá, cứ bình tĩnh cái bát này. Em hàng em bao zin bao xịn bao đẹp, chỉ có một điểm hôm trước em quay ấy. Đây này, đây này thì là màu đen này. Đây điểm hôm trước mà thợ nhà em bắn cái ốc ấy, bắn mũi khoan và rách một thủng lỗ gần này, thì bây giờ em đã gắn keo vào, anh nhìn chưa, đẹp ngay, thấy chưa, em gắn keo con chó và em quyết đi sơn vào đẹp ngay, thấy chưa, thấy chưa. Em bán rẻ đi, bình thường em bán 7.500.000 thì nên em bán rẻ 700, thấy chưa, 700.000 tiền 6.800.000 anh, áo quần rẻ 800.000 giá 6.700.000, 6.700.000 nhá. Eric bắt 30 pick từ trắng thôi nhá. Hàng bao zin bao xịn, chỉ có đúng một điểm thủng cái phần điểm đó, điểm gân mà em đã gắn rồi. Đây thì hôm trước nhiều bác bảo gắn vào cho bác, không chủ cho bác thì tiện đây thì em gắn em quay cho bác. Chứ không thì hết từ clip trước rồi. Đây em quay cho anh em. Nước ra tiến. Nước cái bác chép ra. Nước cái thùng lên anh quay phần tần. À, quay về hậu ạ. Giá 6.700.000 các bác nhá, 6.700.000. Đấy. Eric Mark model là HK512, tức là 300W, nội trở 8 ohm các bác nhá. Có 11 triệu em cái ông đang qua đúng không, ông qua lấy 2 con 7 to, một con MA và một con bù 5. Anh bác khách Hà Nam, đây các bác này 4.25 17 năm nhá. Đây 6.700.000 các bác nhá, 6.700.000. Các bác thông cảm, đây em vừa tư vấn khách xong. 6.700.000 Eric Bat 30, hàng bao zin, bao xịn, bao đẹp. Chỉ có mỗi điểm là thợ nhà em nha, nào giữ vào. Kiểu nhà em có mấy ông thợ mới, mới cũng khó. Đây, mới là tay nóng nóng đấy, bắt vào thì bị mũi khoan chạm vào đây. Đấy. Khoan chạm vào đây thì nó bị thủng mất một cái gân ở đây, một thủng một lỗ ở đây này. Thì em có gân keo vào rồi nhá. Thế mà chơi. Chứ bởi nó thật sự em bớt được 800.000 rồi, bán còn 6.700.000 thôi. Các bác nhá. Em có nhu cầu liên hệ em. Tiếng con này thì rất hay, nhất là tép của Eric, tiếng tuyệt vời, nhuyễn, hay, mềm. Ok. Vừa vào đi nhiên về ăn cơm. Tiếp theo nữa là mình có hai đôi loa Higway bao nhá, hai loa Higway thì trong đó có một đôi màu trắng và một đôi màu đen. Đôi màu đen thì là em sơn đẹp rồi, sơn đẹp sơn xì cực kỳ đẹp. Nhà đôi này là hôm trước là em sơn em để ở cửa hàng, nhưng tiện đây còn đúng hai đôi bán xả lốt cho anh em chơi. Hàng rất là đẹp luôn các nhá. Hàng bao zin bao xịn bao đẹp. Đối dòng này thì nó xung quanh này tép neo cơ. Đấy. Cái dòng này thì em đã có clip test rồi. Test rất nhiều rồi. Anh em xem em biết. Thì trạng thái hàng bao zin bao xịn bao đẹp, nhưng em cũng quay cho các bác từng cái chép một. Đây giữ cái chép của nó này. Nhưng mà có cái dòng này thì có một chép, nó chép đen và một cái chép mà trắng đây. Đấy nhá. Chép đen và chép trắng. Đấy. Chưa không? Đấy. Đây. Không ghép chép này chép trắng ra. Đây, có nghĩa là một đôi là chép đen. Đây, cho bác dễ này. Chép neo đen nhá. Một đôi là neo bí từ trắng nữa đây cho anh.
anh em mấy đôi nào cũng được với nhau. Với quay nhá, quay cái dòng này thì tiếng tép nó rất là lẩy và tiếng rất là hay. Cái dòng này côn của nó, côn là câu côn sữa bác nhá, côn sữa tiếng cực kỳ hay luôn. Hôm trước em đã clip test rồi. Đây Huawei nhá, Huawei có con thì nó bị rụng cái tem nên là cùng lấy từ ấy, nhưng có con rụng thì rụng mất cái tem này bác. Có mẫu nó bị rụng mất cái tem này, tem gì đây, đây giống như tem này đấy, nó vẫn còn chữ Huawei. Có con rụng cái tem nhưng quan trọng nó là zin bao xịn cho bác anh em chơi. Đây là dòng loa bắt 30 nhá, những anh phần hậu ấy, hậu độ nó như nhau, cái này đôi này đôi em sơn đen thôi. Phân tần đây ạ, quả phân tần rất là gấu các bạn, quả phân tần gấu không, anh nhìn nó thùng gỗ gắn ép nhá. Cái này thì các bác mời đánh sự kiện đấy, em sự kiện mà lấy đôi này làm trợ lời thì tuyệt vời luôn. Còn những bác nào chơi gia đình thì đôi này đánh cũng phủ rất là rộng vì nó là tem neo bát thường, cũng rất là hoạt động từ 350W đến 700W ở độ trở 8 ohm. Model nó là KP612 đúng nhá. Giá 6,8 triệu một đôi các bác nhá. Căng nó vào đây. Căng trắng nó bỏ đây. Cái logo say ra nhỉ. Logo kia. Cố định. Melo Audio các bác nhá. Melo Audio. Nhìn đây. Đây là dòng loa đến từ thương hiệu Đài Loan. Giá 6,8 triệu đồng các bác nhá. Anh em có nhu cầu nhanh tay lên đây. 6,8 triệu này mời anh em ở gần ý, mà gửi xe á thì em bao ship cho anh em. Còn các bác ở xa thì cho hỗ trợ em tầm 200 em bao ship được, có nhá. Rồi xong hai đôi. Thằng bao zin bao xịn bao đẹp có nhá. Chỉ có là không có bác thích lấy màu đen, em xịt lại cho anh em màu đen. Thì em kiểu có máy phun ý. Đợt này máy phun sửa rồi, em phun cho anh em màu đen, màu đen đẹp. Đấy, nhá. Hỗ trợ bán xả hàng mà hỗ trợ các bác là sơn cả thành thùng luôn. Ok cất vào đi. Thì hôm nay thì báo cáo với thì em cũng có một số cái sản phẩm bán tại đơn vị Umido thì cũng có nghe tri ân đây nè. Em ghép nhằm đáp ứng nhu cầu của bác ghép thành bộ ấy, thì hôm nay sẽ có thành combo luôn nhá. Và ghép dễ dàng những con đẩy này. Hoặc là thêm quả súp này, hôm nay em bán cả súp hơi nhá. Còn mã này, con mã này em còn 2 quả. Quả lý quả nào cũng được. Quả súp đến từ TD. Nhưng ở đằng sau nó bóc mấy cái tem TD rồi. Nó ghi là súp 112 để nó dập theo cái tên của cái phòng hát vào, nhưng dán cái tên phòng hát vào đấy. Quả súp từ 2 bát 30 nhưng từ 220 con 100 có nhá. Cái quả bát này cực kỳ dày, hôm trước em cân được quả này không biết mà 18 cân hay sao ấy, 8 cân hay 10 mấy cân ấy, từ 230 con 100 có nhá, bát 30. Thế đây là phụ đây này, kệ anh em nào. Giá 2,500,000 một quả có nhá. Siêu khủng bố luôn, những quả súp này thì thường trước em bán là giá 3,5 triệu, thì anh em bán anh quanh tầm 3,5 triệu. Thì đây còn 2 quả, em chưa dọn, là dọn gì cả. Bẩn này. Bẩn, đã dọn, đã dọn đâu. Quan trọng là hàng bao zin bao xịn đấy nhá. Hôm trước em bán mà về lô này mấy chục quả em bán hết rồi đấy. Thì đây còn 2 quả, bán cho bác cái bích từ rời này một bác. Từ 230, co 100 bác nhá. Gồng rất là chắc chắn luôn, rất là dày. Còn 100 một TD nhá. Và thiết kế hầm để mà đằng em nói chút. Bát 30 thiết kế rất là gọn. Đánh quả bát 30 này tương ứng quả bát 40 bác nhá. Đánh quả bát 30 này tương ứng quả bát 40. Quả số 1 cũng 2,5 triệu. Đẹp như nhau, có lấy quả nào cũng được. Lấy quả nào cũng được vì đẹp như nhau. Đây là em chưa dọn nhưng mà tí chiều em sẽ lấy em lau chùi các bác đi, vệ sinh cho các anh em chơi về thì dùng thôi. Rồi thiết kế thùng gỗ ván ép này, thùng rất là dày đậy, anh nắp vào thì nắp bông kiểu âm nó này, đối tượng hệ thống bát cái đít bát này, bông kiểu âm này, bên này phần bát này thùng rất nhiều bông kiểu âm đấy. 2,5 triệu từ 220 là từ 230 có 100 có nhá. Rồi xong hai vào xúc rồi. Và tiếp theo nữa là Minh sẽ xả, tiếp tục xả cho bác. Hiện tại em mới cầm ở cửa hàng về còn 2 con đẩy. Giữ cho anh ấy tiến ơi, kệ đấy anh em làm. Cái loa này đừng bắt vào vội này. Nghe em còn 2 con đẩy thì cầm cửa hàng về bán lốt, lấy vốn về cho anh em chơi.
thì có tham khảo những con đẩy của DMX ấy rồi, những dòng đẩy sản xuất theo công nghệ của Italia các nhá, theo công nghệ của Italia. Đấy. Thì con này đang bán thị trường đang bán mức giá 3.6, 3.7. Và dòng này dùng chiết áp nó chiết áp bi nhá, chiết áp bi này. Nên là nó không bao giờ bị rụt sạc chiết áp. Bởi vì ông mua nó rất an toàn. Và cái thứ hai, con này sử dụng mạch đời rất là cao, mạch Class TD là dòng mạch hay nhất trong phân khúc mạch bây giờ cũng nhá, mạch Class TD các nhá. Với công suất cho ra là 500W một kênh. Có đánh được tốt là 2 cặp bát 25, 1 cặp 30 hoặc 1 cặp 40 đơn các bác nhá. Hàng bao zin, bao xịn, bao đẹp về bung lắp xem thoải mái. Giá thị trường đang bán 3.6 triệu một con này. Thì em Hiếu Minh đang bán lấy vốn về 2.5 triệu về các mở lắp ra xem thoải mái này. Con này tiếng rất là hay. Nó hay hơn nhiều so với những dòng chạy mạch mở nhiều sò hai bên ấy. Cái dòng này tiếng hay hơn nhiều các bác nhá. Mình Class TD tiếng hay lắm các bạn. Hay nhất trong phân khúc mạch luôn và độ bền rất là cao. Mới nhất là cái con đẩy của DMX này đời rất là gần, xe anh gần sau, tụ phẳng tắp này. Đời con này đời 2017 không nhá. Nếu bạn nhìn đây biết này, còn xe sau có tem. Nếu bạn thấy là đời 2017 này. 2017 không nhá, theo DMX quét này. Đấy, ok. Thế em có nhu cầu nhanh tay nhá. Em còn 2 con thôi, cả lô này em về là 40 mấy con ấy. Có xem kênh có biết rồi. Thì hiện tại em bán mấy lần xả cộng với là bờ em bán lấy vốn về lốt để cho anh em thấy rất là hôm nay các bác ghép vào những bộ dàn hôm nay cùng với loa, với súp, cùng vang, mic là đầy đủ cho anh em chơi. Ok. Và tiếp theo nữa là đôi loa siêu trợ lời và hay nhất trong phân khúc hoa loa trợ lời ở phân khúc bát 20. Đó đôi loa VBK các nhá. Đôi loa này VBK nó là dòng loa hiệu Đài Loan và sử dụng driver là bát chép. Đây để dịch vào đây. Để đo. Nó lót cho anh người. Nó phản sáng. Có nhìn thấy gì đâu mà. Nắng quá ạ. Nắng quá ngoài Bắc, nắng quá. Quay phản sáng lắm. Đi quay đỡ. Có nhá. Cái sử dụng bát là bát 20. Và phân khúc VBK này thì là phân khúc hay nhất trong phân khúc loa của VBK loa trả lời. Và tất nhiên loa này cũng hát karaoke được với các bác hát ở không gian nhỏ thôi, tầm 15-20 mét các bác nhá. Và sử dụng chép của nó chép 20. Vì sao nó hay nhất? Tại vì nó sử dụng chép ấy là chép của chép kèn. Chép kèn của nó, của chép nó to như của bát, chép bát 25 luôn. Nên là cái tiếng nó ra rất là bay và hay. Em có bài clip test rồi. Và số lượng của dòng này em còn 2 đôi nữa. Anh em có nhu cầu liên hệ em bán xả với anh em mức giá là 3.200.000 đồng. Không nghĩa không đi giá. Đây 3.200.000 đồng thôi nhé. Những đôi này các bác gõ luôn trên YouTube hoặc một số kênh hay là tất cả các diễn đàn anh em nó bán ngoài 4.5 triệu một đôi. Em bán nốt lấy vốn về. Hàng bao zin bao xịn. Đấy, sử dụng bát chép của Mỹ thôi nhá. Bát chép của Mỹ. Đấy. Đây là dòng loa thương hiệu của Đài Loan. Còn nắp ráp thì từ tại Đài Loan bác nhá, anh em nhá. Đây là Đài Loan, chỗ bát chép là nhập khẩu thôi. Đó là tiếng rất là hay. Bác chơi rồi biết rồi, nói chung là bác cứ gõ bác tìm hiểu trước khi bác mua nhà em nó tìm hiểu mãi. Con Tần thì rất là gấu các bạn, con Tần đấy. Con Tần bát 20 rất là gấu luôn. Cực kỳ gấu luôn. Cái phân tần này nó sử dụng phân tần nó cắt chia cốt luôn nên là cái tiếng ra rất là hay, nó lọc luôn các nhá. Ok. Và tiếp theo sau đây là em sẽ đây, thường nằm tím được. Không quay được. Để đâu? Ừ. Không có đẩy mới nha em nữa. Quay cũng chả chuẩn bị kịch bản gì cả. Quay cứ thế tính em là quay cứ thế là quay thôi. Vì mình bán người thật việc thật. Chứ không phải mình bán là có dã tâm gì hay gì đấy. Hay mình bán kiểu bán xong là xong là khác. Còn mình bán người thật việc thật. Nên là nhiều khi em quay ấy, so với các cửa hàng khác là cái hình ảnh của mình không chuẩn bị trước nên là nó không đẹp. Quay cảm tưởng nó hơi lộm nhộm tí. Hơi lộm nhộm tí nhưng mà hàng rất là thật. Vì đây thì kênh em rồi, kênh lớn, nhập rất nhiều hàng, đa dạng mã hàng cho anh em chơi, người thật việc thật bán. Và trước mặt các bạn đây là con đẩy mới nhá các bạn nhá. Kia giữ cho anh đấy. Một con đẩy mới các bạn. Con đẩy DBL Tecmo H4120, con này hàng mới tinh đập hộp các nhá. Nhưng tại sao em thanh lý thì báo cáo bác này. Con này về vận chuyển về nó bị cong tai này. Con này em lắn thì nó chỉ đỡ tí thôi. Thì con này đang bán 12.5 triệu, thì em bán tối nay em bán sale cho anh em một con, nó bị hơi cong tai tí, hàng mới tinh hộp ở đây ạ. Tiên kiên để dịch hộp đấy. Nghe vận chuyển về đi đây, nó thả góc. Thả góc thì cái điểm này nó hơi bị rách tí hộp tí nhá.
Hàng mới tinh đập hộp anh nhá. Đấy. Hàng mới tinh đập hộp này. Giá 9 triệu 500 ngàn đồng bác nhá, hàng mới tinh đập hộp. Nghiêng lên này. Với công suất 1200W một kênh. Các bác đánh được tốt là một cặp 40 coi 75 một kênh hoặc là một cặp 30 một kênh các bác nhá, hoặc là quả sút đơn 40 một kênh hoặc một quả sút đơn 50 một kênh các bác nhá. 9 triệu 500 ngàn đồng. Mình quay đâu, dòng này quay quá quen thuộc. Để DB Autic mang H40 hay không? Con chú để lên cho anh rồi. Để lên đây này. Rõ này. Ừ. Như không? Không con kia, như con đẩy của đứa bên kia. Để thử nhé kìa. Mấy giờ rồi ạ? Ừ. Sao? Ở nơi hôm qua của chú Bộng Bằng là Vinh đã gửi xe văn minh rồi. Hướng dẫn rồi. Thì tôi bảo đợi mình tí. Để anh cắt xe quay xong hướng dẫn. Không gọi cho Tiến bảo hướng dẫn anh ấy. Thôi để nghỉ trưa đi. Tôi nói hôm qua nó xét bộ đấy thì bảo chỉ cho cái gì đâu. Trước mắt các bác, con đẩy này em thâu của khách hàng bác nhá. Con đẩy LX Acoustic mang hiệu LT4000 với công suất cho ra 1000W một kênh. Đấy. Sản phẩm này thì hàng nguyên tem thì em cũng mở nhá. Thì nó còn rất là đẹp, cũng tình trạng gần như mới. Còn cả hộp các bác này. Còn cả hộp này. Bác chủ cầm đến em còn hộp này. Mua của đơn vị Thắng Cao nhá. Thì con này bên đấy họ đang bán giá bao nhiêu, 8 triệu hay sao ấy. Này thì em thâu lại con đấy hàng gọi là hàng lướt này đi với mức giá 5,3 triệu anh em nhé. Em quay cặp tiểu này chờ nó cứ bị ngược nắng hay sao, hay ngược cái ánh sáng hay sao, các bác cảm thấy khó nhìn cũng chú ý cho em nhé. 5,3 triệu các bác nhé, 5,3 triệu 4 kênh 1000W một kênh các bạn. Ok nhá. Rồi chú đợi mấy món đồ từng chiếc một để lên đây luôn được. Mày đúng từ trưa về 12 giờ trưa em đang quay 12 giờ trưa các bạn. Quay về một sáng muộn quá, quay nhiều sản phẩm. Quay xong em up luôn, đầu chiều anh em xem luôn nhé. Thì trước mắt các bác đây là một con vang DB Acoustic mang hiệu KM350. KM350 các bác nhá. Thì con vang này là con vang hàng lướt. Em thầu khách hàng mới dùng được có 1-2 tuần thôi. Hàng lướt, đấy. Hàng lướt đây nó còn như mới các anh em ạ. Các bác ạ. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ em. Thì con vang này thì ở phân khúc vang cơ đa số thì đây con vang cho chất âm hay nhất trong phân khúc vang. Và con vang này thì chính vì hàng lướt được 12 tuần nên nó tình trạng như mới, có một cái hạt bụi nào cả. Mỗi tuần là anh chủ là kích hoạt rồi nên bắt buộc em phải xả cho anh em. Thì mua mới con này đang bán là 3 triệu đồng. Thì em có đổi cho anh sang con vang số S700 và em setup cho anh ý rồi. Đấy. Tại vì anh mua đơn vị khác nhưng bên đấy họ không hỗ trợ đổi các ấy. Đấy. Nên là em hỗ trợ các bác đổi các, em thâu lại con này với mức giá 2,2 triệu thì bán cho anh em mức giá 2,2 triệu nhá. 2,2 triệu. Bảo hành 1 năm bác nhá. Bảo hành 1 năm. DB Autic mới KM350. Con chơi này tiếng rất là hay luôn này. Mua những con hàng lướt này tuyệt vời vì hàng nó cũng nguyên tem rồi đó. Nguyên tem hàng siêu lướt này. Đấy vậy. Hàng vừa mua xong này. Tháng 6 của nhà hãng đã tích đây là tháng 6 2023. Nhà mua bên kia người ta vừa mua cũng vừa lấy về xong, nhưng bên đấy họ không đổi các cho. Đấy. Bên em có hỗ trợ đổi các thì em đổi trang các cho bác chủ. Anh em có nhu cầu liên hệ nhé, đầy đủ cả điều khiển này. Rồi là vít này. Và dòng này ấy, thì nó tích hợp reverb nó rất là mượt mà. Và cái điều quan trọng dễ tinh chỉnh, có cả tính năng lâng tiếng. Và cái điều quan trọng nữa đó là các bác mới dùng ấy, thì con này là con vang mà em nghĩ là rất dễ tinh chỉnh. Và tiếng nó rất là mượt mà các bác nhá. Giá 2,2 triệu. Ok ạ. Tiếp theo nữa là em Hiếu Minh xả cho bác một con quản lý con vang mới tinh nhá, đây hàng mới tinh, số lượng em về ít nha, chỉ có còn có 3-4 chiếc thôi. Mà em xả thế này để là gì ạ? Để cho những bác nào ghép với những đôi loa mà hôm nay em bán xả cho anh em chơi. Các bác có thể ghé hàng ghép với những bộ dàn chất lượng mà giá thành hợp lý. Các bác ghép vào bộ nó liên quanh có hơn chục hay chục triệu thôi là được bộ dàn rồi. Vì hôm nay con đẩy bãi này, con vang cơ này, đôi loa này em nghĩ là chắc thêm bộ mic nữa nhỉ. Nếu thêm bộ mic nữa thì chắc chỉ xuất ra chục triệu thôi là được bộ dàn ngon, một toàn đồ xịn luôn bác nhá. Đấy. Chỉ có mỗi tội các bác về hình thức tí thôi. Thì con vang này con vang mới tinh nhá các bác nhá, tích hợp reverb bluetooth cổng quang đầy đủ ạ. Con này có là reverb bác nhá. Thì với giá thành 1,4 triệu này thì vào như bác biết thì hiện tại thị trường không có con nào ăn được con này ạ. Vì thị trường con này đang bán mới, bản thân em đang bán mới là 1,8 triệu. Thì con vang cơ lãi của mấy trăm thôi các bạn. Thì
ở đây là em bán gần như là hòa gốc để cho các bác chơi, để ghép dàn, ghép vào một bộ dàn ủng hộ em. Như hôm nay thì em có thể bán cho anh em, bán đôi một bộ dàn có thể không lợi nhuận, nhưng về cơ bản nó không lợi nhuận lắm, có tí cộng và tí công. Nhưng các bác chơi rồi, trải nghiệm rồi thì các bác thấy tốt thì có thể mai có thể gặp bạn bè, người thân hay gì đó, các bác giới thiệu ủng hộ em. Có được những nhà bác đấy mình có điều kiện hơn, cũng như là nhà anh em nhà mình có điều kiện hơn, có thể mua nhà em những bộ dàn cao cấp hơn thì lúc đó mình cũng mua hàng thanh lý nữa, thì mình có thể mua những bộ cao cấp hơn thì lúc đó ủng hộ em. Đó là điều tuyệt vời mà em muốn giới thiệu đến anh em. Thì hôm nay cái mình thiệt thòi một tí cũng được, nhưng ngày mai mình sẽ kéo lại những cái tốt đẹp hơn. Thì ở đây bác thấy này, con này có tích hợp cả cổng quang này, Bluetooth nhá. Đấy, cổng quang Bluetooth nhá, đầy đủ, con này gọi đi vợt nhá bác nhá. Nói chung là con này thì mặt mũi rất là đẹp, nó hệ thống đèn đằng trước này và rất dễ tinh chỉnh bác nhá. Nói chung là dân văng cơ mà, rất dễ tinh chỉnh và tích hợp đi vợt nữa. 1,4 triệu nhá bác nhá. Đây là hàng mới bác nhá, hàng mới ạ. Hàng mới của bé thì bảo hành 2 năm anh em nhá. Đấy, bán giá tốt vẫn bảo hành 2 năm cho anh em chơi. Đấy. Ok. Tiếp theo một quản lý nguồn. Thì em tiếp tục xả cho bác một quản lý nguồn. Một con quản lý nguồn có thể là hầu như ở clip nào em quay cho bác. Vì số lượng về nó hàng ngàn con đúng nhá. Em quay đây thì thứ nhất là em quảng bá sản phẩm, cái thứ hai là bán tri ân. Như thì kênh em đặt nút bạc ấy. Bình thường các kênh mới làm hay bây giờ bác muốn bán cái sản phẩm auto này chẳng hạn, muốn làm đại lý chẳng hạn, thì các bác một là bác phải chạy quảng cáo nó rất là tốn tiền, hai là bác phải gây dựng rất mất thời gian, không phải ai được uy tín được luôn đâu các bạn. Đấy, nên là để trân trọng cái chân quý đấy thì bản thân em thế thôi, cũng có một khối sản phẩm này em bán hàng, em bán gần như không lợi nhuận, nhỉ? Có lời chứ chả chỉ có ông nào nói phét thôi thì mới bảo là bảo là bán hòa thôi. Nghĩa là cái hàng mới này bán hòa nó nghe vô lý lắm, hay là hàng chứ khi nó lỗi gì đấy hay là xấu thì mình bán lỗ thôi chứ, thì đúng ạ, mình công nhận được. Chứ còn hàng mới tinh đập hộp thì không chuyện là bán hòa hay bán lỗ à, không có đấy đâu bác nhá. Hoặc là lẻ cuối lô 1-2 cái thì có thể bán hòa có. Còn đây là hàng em về 1.000 con, em nhập số lượng nhiều khủng, em bán giá lẻ còn rẻ hơn cả buôn luôn nhá. Thì đây là cái lời tri ân đến toàn thể các bác, nên là em bán model này, các model này thị trường đang bán mức giá là 2,3-2,4 triệu, thì em bán là 1,550,000 đồng. Tháo còn quản lý nguồn ship em bảo người ta rồi. Ông bảo gửi Tiến Phương. Thì báo cáo thì mẫu quản lý nguồn này là tích hợp 3 tầng lọc các nhá. Thị trường thì có rất nhiều các model quản lý nguồn khác nhau. Hai model nghĩa là chỉ khác mẫu hơn khác cái model thôi. Như thế thì tất cả mẫu quản lý nguồn thị trường hiện Việt Nam bây giờ ấy, nó chỉ là in cái tên khác vào thôi. Em nói thẳng luôn, in cái tên khác vào thôi. Đấy. Còn đâu là ruột riết là giống nhau. Còn sản phẩm chất hay không bác nhìn vào đây này. Hàng nhà em bán nhá, em quay này nhá, giao đến tay các bác nhá, các bác bung nắp ra xem thoải mái. Các bác mở nắp ra xem thoải mái mới phải tính toán chứ không thể phải. Còn các bác mua hàng nhà em nhiều rồi em không nói, còn những bác chưa mua các bác mua rồi, bác thích bác mở ra xem thoải mái. Vì mở ra em vẫn bảo hành như bình thường, vẫn bảo hành 1 năm như bình thường. Vì cơ cấu dòng này thì cũng đơn giản. Cái điều quan trọng nó chất lượng là ở số 3 tầng lọc. Bác nhá, con này số 3 tầng lọc gồm một cục lọc lớn của Mexico ạ. Đây là em quay em mở sẵn một con các nhá, bán cho các bác là hàng nguyên tem, nguyên cả cái tem này này. Cái nguyên tem mới tinh đập hộp nhá, đây em mở sẵn một con để mình review chứ không phải mỗi chốc mình cứ mở ra mở lại đấy bác nhá. Đấy, mỗi chốc bóc một con đâu, đây em mở sẵn một con thôi, em quay cho các bác thôi. Thì đối với thì mẫu quản lý nguồn này nó sẽ đáp ứng nhu cầu cho các bác gồm chống chập. Nghĩa là nó sẽ bảo vệ cho tình trạng chống chập này, cháy sẽ tình trạng cháy chập. Hay là xét đánh thì bảo vệ quản lý nguồn sẽ bảo vệ cho bộ dàn của bác. Cái thứ hai là trở xung điện. Cái thứ ba là chỉ nhận như là hát bị rú rít đó nhá, hát bị rú rít đấy. Cái thứ ba tư là bị nhiễm điện. Cái thứ năm là như kiểu bị tạo tiếng bụp ở loa, nhưng giảm sốc của các le này, nhà chống nhiễu nó giảm sốc bộ le đấy, đã đỡ bị tiếng bụp loa. Và cái chống nhiễu này nó để tác dụng của nó là đỡ bị rú rít bộ dàn đó nhá. Đấy, đấy là rất nhiều tính năng. Nhớ thì bác chỉ bộ dàn của bác kẻ 15-20 triệu, bờ không may bác bị rít mic hay nó xông điện vào cái nó xông lên loa, nó không để không chết đồ, không chết đẩy chết vang thì nó xông lên cái chết bát chết chét chẳng hạn. Thế là bác một đôi loa vụ như 5-7 triệu thì em hỏi là đấy em bị chỉ di sửa côn lúc đầu đấy là bán đi rẻ mấy triệu rồi mới cho người sửa xong rồi nhá. Thế em hỏi bác bây giờ nó xông vào cái chết cả bát cả chét thì các bác cái đôi loa của bác còn giá trị bao nhiêu, em đặt câu hỏi đó. Nên là các bác đừng tiếc gì không đầu tư một cái quản lý nguồn điện. Bộ nào cho ngụ đau tiền đến nữa thì có quản lý nguồn thì nó vẫn hơn có nhá.
vẫn hơn. Và em đang quảng bá cho anh em một con quản lý nguồn chính hãng nhập khẩu của MB S900 Pro. Dòng này thì em đã bán rất là nhiều năm nay rồi. Có automat này, phím mềm ạ, màn hình nét lớn ạ, công tắc lấy chống giật đằng trước này, cắm điện nhá bác nhá. Và cái thứ hai nữa là gì, tất cả dây dẫn của nó này bọc hết này, rất là xịn sò ngay linh kiện này. Em quay cho bác xem linh kiện, linh kiện chất luôn bác nhá. Cái điểm tiếp mát nó này, nó bằng tấm nhíp ép đồng hai đầu nhá, nó phải dây trần đúng nhá. Đấy, xịn sò sắc lét lắm, nên là em bảo các bác hàng chất vàng không sợ lửa, nên là em bảo là các bác cứ mở ra lắp ra xem thoải mái, hàng chất nó phải rõ ràng các bác ạ. Ở đây phía sau đây các bác nhá, hàng này thì các bác mua không phải cọc cạch gì cả, em bán em nói rõ rồi. Cái đồ to như loa thì phải cọc, cái đẩy phải cọc thôi, chứ còn cái mấy cái đồ quản lý nguồn hay vang nhà em bán nó không phải cọc cạch gì đâu bác nhá. Đây các bác nhá, lời tung nắp xem thoải mái các bác nhá, hàng bán thế mới chuẩn chỉ được. Còn nếu vụ như anh thị trường bán những cái mẫu 1,5-1,6 triệu, em thật sự không dám mở ruột, không dám mở ruột để review, vì nó có gì đâu, nó có mỗi con nè không, có gì đâu mà review. Đấy là nó có nguyên nhân cả các hãng bây giờ cũng thế, bởi tất cả các mẫu đen quản lý nguồn các hãng bây giờ các bác có thấy người ta mở ruột không ạ? Để mà mở ruột ra là những con đắt hẳn, như là con đắt khoảng độ 2,5-3 triệu trở lên thì người ta mới mở ruột, còn những con hơn triệu không dám mở ruột vì là nó ở trong nó không có gì cả để mà mở ruột các bạn. Đấy nên là nhà xấu đại lại thế, còn đẹp phô ra thì bây giờ giá nó tốt để tri ân đến đoàn thể các bác, nên em cũng phải khoe phô ra chứ, thì mình khẳng định chất lượng mà có nhá. Sụp 3 tầng lọc này, quần cảm này, quần cảm này, cụm lọc Mexico này, và hai tụ lọc, hai cổng, cái cổng này. Ok ạ. Tiếp theo nữa là mình có một con micro. Con micro này thì là hàng em thầu khách hàng đúng nhá. Thầu hàng hàng còn chưa kích hoạt mã các bạn, chưa kích hoạt mã. Thì bộ này thì anh chủ anh mua của đơn vị ở trên Bắc Giang. Bắc Giang. Nhà anh ấy ở gần Hà Đông em, nên mua ở Bắc Giang. Anh không biết từ đầu bác anh không biết đến kênh em. Đấy. Anh mua Bắc Giang xong rồi anh đến khi hôm anh xem kênh về trong người đó mua nhà người ta là người ta cũng không thâu lại mà cũng không đổi. Đấy. Không đổi đấy, người ta không chính sách đổi mà không thâu lại đấy. Bởi nó thật sự nếu mà như các bác mua nhà em những con mới này, vụ như dùng một tuần hay vài hôm thì em cũng thâu lại cho anh em bình thường mà. Thôi bác bình thường thì nó mới mà, thì con này mà bác chủ chưa kích hoạt đấy, thâu lại là thâu lại đổi nhá bác nhá. Thì đây thì anh bên đấy người ta cũng đổi cũng thâu lại thế này anh, hoặc là có thể người ta bán ra lúc đầu giá cao á, giá cao quá nên thâu lại là trừ nhiều nha, người ta không có chính sách thâu lại thế hay là đổi thế. Còn nhà em cũng nhà các bác dùng một thời gian rồi thì chắc chắn là phải trừ rồi, còn nếu mà dùng ít ngày thì thôi. Đấy, nó rõ luôn cái điểm luôn nhá. Thì ở đây thì báo cáo bác này, con micro này em thầu bác ý thì thường siêu lướt nhá, còn chưa kích hoạt, hàng dùng được có 1-2 tuần thôi. Đấy thì anh đổi sang nhà em con và con mic cổ CAF Mi 9 Pro. Đấy vì anh ở đây anh chơi ở không gian sân vườn, nhà anh là cà phê vườn nhá. Em đến em xét cho anh rồi thì em thâu lại bộ này bộ siêu lướt vẫn bảo hành 1 năm như bình thường, vì nó cũng chả có bụi bặm gì cả, cũng chả xước xát gì cả, tất cả nguyên tem hết bác nhá, nguyên tem hết nhá, nguyên mã cào hết nhá, nguyên tem hết này nhá. Nên là em bộ này thì đang bán ở mức giá là 3,2 triệu thì em đây em thâu lại bán cho anh em giá 2,2 triệu đó nhá, 2,2 triệu. Thì anh em có nhu cầu thì em bảo hành 1 năm như bình thường nhá. Các mua bộ hàng nước này tuyệt vời, rẻ được nó 1/3, nó hợp lý, nói chung là quá là hợp lý rồi bạn. Túi sách vẫn còn, về anh cắm vào anh thử cái không ok, anh không hợp cái là anh ấy luôn, mà bên kia họ không chỗ đổi ấy. Mở xa gửi chút đi gấp về nữa đấy. Thì bộ này ấy, thì báo cáo ấy là rất là hay. Tại sao bộ rẻ tiền em nói là hay? Thì báo cáo này, thì bộ rẻ tiền ấy, bố những bộ nào bác nào hát văn nghệ văn nghệ bác hát ca hát hay bác chơi audio lâu năm, cũng như các bác là người không phải bán audio nhưng bác là người mua trải nghiệm audio, các bác chơi 5-6 năm rồi thì cái giọng hát bác cũng chất lượng hơn, như là cải thiện hơn, tiếng nó cũng rất là hay. Chính vì hay đấy thì sao lại có chính sách, tại sao nhà em có chính sách đổi cát, vì là khi đổi cát thì cũng như trước đây bác nhà bác không điều kiện lắm, bác mua bộ có 13 triệu ơi hay là 10-20 triệu chẳng hạn, nhưng bởi là công nghệ càng ngày thay đổi, từ vang từ loa nó hay hơn, thì lúc này mình điều kiện hơn, nhà điều kiện hơn, bác đổi sang bộ 40 triệu thì tất nhiên chất lượng hơn rồi. Và chính vì vậy là món ăn tinh thần của bác thì em lại có chính sách đổi cát là như thế. Đấy, giống như bây giờ cũng thế. Thì khi các bác hát hay rồi thì
các bác lại cần cái tiếng nó dày, tiếng mic nó dày, gọi là tiếng vợt dày ấy, các bác không cần cái tiếng echo nhiều quá, đúng không ạ? Thì cần cái độ sạch của tiếng thì các bác phải mua những bộ mic đắt tiền là như vậy. Đắt tiền thì nó thiên về độ sạch. Còn khi bác nhá, mời các bác chưa hát hò bao giờ, nghe giọng mình nó không phải là quá chất, nghe giọng không phải quá chuyên nghiệp, mời các bác mua luôn bộ mic nó rất đắt tiền. Em thật sự khi các bác cảm tưởng nó không hay bằng cái bộ này đâu, không bằng hay bằng bộ rẻ tiền đâu. Nên là có bác nhá, chứ có nhiều cái đắt nó chưa chắc là hay đâu nha, em nói luôn. Loa đắt thì chắc chắn là hay hơn, em khẳng định loa đắt là hay hơn. Nhưng cái bộ mic ấy, bộ mic nhá, có những bác nào mới chơi, bộ mic đắt chưa chắc đã hay, em khẳng định luôn 100% đấy. Vì không hợp, nghe giọng thuốc lá lúc nào là không hợp đâu, vì nó tiếng mic nó dày, các bác hát cảm tưởng nó khô, nghe đối với các bác là không hợp. Nhưng với bộ tầm bình dân này, với loa đắt thì chắc chắn là hay hơn rồi. Riêng với bộ mic bình dân này thì lại rất là hay, phù hợp cho những bác nào mới chơi. Tiếng nó lịnh giọng, nha, cái tiếng mic của nó không quá dày, tiếng nó kiểu nó nhiều ra có nhiều cái tiếng nó thanh vừa phải, nó nhiều echo ấy, nó lịnh giọng cho những người hát yếu đấy, kiểu đấy. Thế nói thế để bác chia sẻ những cái kinh nghiệm bác chơi. Loa xịn thì chắc chắn là hay hơn, là chắc chắn rồi, nghe nhạc nó hay hơn ấy. Còn cái mic ấy, mới những bác nào mới chơi nhá, em khẳng định chưa chắc xịn đắt, kể bác mua hàng chục triệu chưa chắc nó đã hay hơn bộ rẻ tiền, nghe đối với những bác nào mới chơi. Còn bộ nào bác nào chơi lâu rồi thì khẳng định là chơi càng nuôi cái chất giọng mình lên thì chơi càng đắt, thì cái tiếng nó càng sạch thì chắc chắn là hợp đấy, thôi nhá. Nên bộ này rất hợp cho bác nào mới chơi này, có 2.2 thôi. Ok, tiếp theo em xem cho bác này. Còn mỗi mẫu này hôm trước là bán gần hết mẫu rồi, là mỗi mẫu này, con này thì có mua em gì đây, P15 này còn đúng một con các bạn, nhưng hàng mới nguyên đai nguyên tem nhá. Em còn sót cửa hàng đợt này lẻ mã, em bán rẻ lốt các bác ạ. Con quản nguồn chính hãng PS Andy, model là P15 Pro. Con này thì có dây nguồn phụ này các bác này. Kia đây, giữ cho anh cả. Dây nguồn phụ quá nhá. Đấy, dây nguồn phụ này. Các bác lấy lốt này bán hòa gốc, con này đúng bán hòa gốc thật. Thằng mới đập hộp luôn. Thì trước bán 1.7 con này. Vì con này có ba cái bản không nguồn phụ là em bán 1.000.000 thôi. Cái bản này có nguồn phụ. Nguồn phụ là cái nguồn để dây chờ để các anh em sự kiện nối ra đây này, đến sau này chân vào sau. Đấy. Bán 1.1 thôi, lấy 4 về. Đúng con này thì không lời. Con nào lời thì em bảo xin đi công, con này không lời. Hàng mới tinh đập hộp nhá. Thẩm chính hãng của Anny bảo hành 1 năm có nhá. Anny P15 Pro, hàng mới tinh đập hộp. Con này màn hình nét lớn này, phím mềm sang không? 10 cổng nha, 2 cổng lưới điện tiếp và 1 automat tổng. Cái dòng này thì linh kiện nó rất là xịn, nó sò luôn. Cái dòng này linh kiện xịn, nó lẫy bằng đồng rất là dày. Nên anh em chơi linh kiện chơi dòng này tuyệt vời luôn. Đây là thiết bị cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với đơn vị em nhá. Và xin chào lại các bác nhá.